Sự thật rùng mình phía sau những bát bún ốc nóng hổi. Vào những ngày thời tiết se lạnh thì còn gì thú vị hơn là được ngồi xì xợp một bát bún ốc nóng hổi, vị nước dùng chua thanh, thịt ốc béo béo giòn giòn. Trên thị trường thì một bát bún ốc có giá dao động từ 20 đến 30 nghìn đồng, mức giá quá hợp lý cho một món ăn giàu dinh dưỡng như thế này. Tuy nhiên thì điều đáng bàn là quy trình xử lý ốc vô cùng là phức tạp, do đó không phải quán ăn nào cũng có đủ tâm để sơ chế ốc cẩn thận. Thực tế thì cơ quan chức năng cũng đã từng bắt tại trận không ít kho ốc ngâm hóa chất, ốc cấp đông cả năm, đang chuẩn bị để vận chuyển bán cho các quán ốc vỉa hè. Trước đây thì cơ quan chức năng từng phanh phui một kho ốc tại chợ Đầu Mối, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây thì chuyên cung cấp thịt ốc đã làm sẵn đóng túi trữ đông. Dù ốc là loại thực phẩm dễ ôi thiêu, song chủ cửa hàng này lại khẳng định rằng hạn sử dụng của ruột ốc lên tới hàng năm trời. Khi được rải đông thì ốc có dấu hiệu rỉ nước dù đã được làm sạch vỏ ốc trước đó, nhưng vẫn còn chứa rất nhiều cặn bùn, chứa rất nhiều ốc con. Ốc cấp đông bảo quản cả năm trời mới được mang ra sử dụng là một chuyện. Sự việc ốc được ngâm hóa chất cho đẹp mã, bán giá cao hơn cũng thường xuyên bị cơ quan chức năng bắt tại trận. Vào giữa năm 2021, thì Công an quận 8 TP.HCM phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường quận 8 đã xử lý hai cơ sở bán ốc không rõ nguồn gốc, ngâm hóa chất độc hại. Tại đây, thì lực lượng chức năng cũng đã phát hiện các công nhân đang dùng hóa chất công nghiệp để ngâm thịt ốc. Sau khi ngâm với hóa chất này thì ốc sẽ sạch, tươi bóng và tăng ký ốc trước khi giao cho các chợ và tiệm ăn trên địa bàn TP.HCM. Chuyên gia cũng khuyên rằng tốt nhất nên hạn chế tối đa việc ăn ngoài hàng quán vỉa hè vì có thể sẽ ăn phải ốc bẩn, ốc nhiễm sán, ốc cấp đông. Hoặc nếu có ăn thì cũng chỉ nên ăn ở những quán hàng quen uy tín, hiểu rõ quy trình nấu luộc. Tốt nhất là các gia đình nên tự mua ốc về làm, ghi nhớ đảm bảo thời gian ngâm ốc, sơ chế các loại bùn đất và các ký sinh trùng để ăn ốc vừa ngon vừa sạch.